Đây là câu chuyện kể về cái kết vô cùng bi thảm của một gia tộc giàu sụ. Đó là cái giá phải trả của một giao kèo với tử thần từ xưa. Well, cũng không thảm lắm. Nếu bạn thuộc tiếp người hả hê khi thấy gia đình siêu giàu tàn ác gặp họa, dẫn đến nhà tan cửa nát, và nặng nề hơn là họ còn phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Tất nhiên diễn biến đó sẽ được kể trong recap phim Sự sụp đổ của gia đình nhà Usher. Không phải anh Usher nổi tiếng bởi bài hát có lyric yeah lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mà nó catchy với ám ảnh phết. Mà gia đình Usher này có khối tài sản kếch xù nhờ bán thuốc, cũng không khác chùm buôn ma tóe là mấy. Và video kể chuyện này được mang đến cho bạn bởi content Sang Sung và Tôi Còn Quại, được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, xin các bạn hãy để lại phần bình luận phía bên dưới để chúng tôi có thể chỉnh sửa những video sau. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Có nhiều cách mở đầu một bộ phim kinh dị. Với series phim này thì các nhà làm phim đã khè người xem ở tập 1 bằng những phân cảnh tua nhanh kèm jump scare nhẹ. Ở phần intro này, nhà làm phim đã khéo léo chèn những hình ảnh mang tính cột mốc của toàn bộ câu chuyện sẽ diễn ra sắp tới. Trong đó bao gồm băng rôn chúc mừng năm mới năm 1980 được treo trên tường của quán bar, một bức tường gạch, một con quạ và một nụ cười đầy ma mị của một người phụ nữ, rồi dẫn vào cảnh tang lễ ở nhà thờ. Chiếc tránh điện là ba người con cuối cùng đã ra đi thuộc dòng họ Usher. Hay nói chính xác hơn là ba người con cuối cùng phải ra đi của Roderick Usher. Sơ nét về background của gia đình Usher, hai anh em Roderick và Madeline là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa CEO công ty dược Fortunato tên là Longfellow và cô thư ký Eliza. Mẹ Eliza là một người sùng đạo và luôn nói đỡ cho ông chủ hay là cha của hai anh em để hai người không có cái nhìn tiêu cực về ông ta. Và rồi bà cũng đã ra đi mà không có sự hiện diện hay giúp đỡ của ông, do bà trải qua cơn bạo bệnh nhưng không chịu uống thuốc do sùng đạo. Vì theo bà, thuốc sẽ làm cơ thể thuần khiết của bà bị vấy bẩn. Sau đó Roderick và Madeline lớn lên, rồi tìm cách xin một chân vào làm ở công ty dược Fortunato. Tuy cả công ty đều biết hai anh em chắc chắn có cổ phần trong công ty và có huyết thống với cựu CEO công ty, nhưng Roderick chỉ xin được một chân vào làm ở phòng văn thư. Rồi một ngày đẹp rời, anh pitch ý tưởng về một loại thuốc mà tương lai sẽ trở thành cú sốc lớn trong thị trường. Trong tương lai đúng là sốc thật, nhưng mà là sốc thuốc. Do thuốc mà Roderick pitch dự án có hàm lượng gây nghiện rất cao, chắc chỉ thua mỗi ma tóe, dẫn đến số lượng người ngủm vì sốc thuốc cao ngất ngưởng. Lúc đầu CEO đương nhiệm rất hoài nghi, nhưng anh ta nhìn thấy được tương lai của viên thuốc ligodon này nên đã chấp nhận đề nghị rồi lập tức thăng chức cho anh. Đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch chiếm lấy công ty dược của hai anh em. Trong một lần thắng kiện trong vụ kiện về những cáo buộc liên quan đến thuốc, cả hai đã dụ tên CEO vào chồng để rồi chôn sống anh ta trong bức tường dưới tầng hầm. Rồi sau đó Roderick và Madeline đi đến quán bar gần đó để tạo chứng cứ ngoại phạm, thì cả hai đã lọt vào kế của tử thần, dụ họ phải chấp nhận một thỏa thuận dài hạn. Và cái giá phải trả là mạng sống của từng giọt máu nhà Usher, bẵng đi một thời gian, cụ thể là 30 năm. Lúc này Roderick đã gần đất xa trời, nhưng ông đã kịp có cho mình 6 người con, gồm 2 người con từ người vợ đầu tiên. Người con trai cả Frederick có tiếng nói quyết định trong hội đồng quản trị công ty, well, vì ông là con trai cả. Cô con gái kế Tamerlane thì hơi đứng tuổi, nhưng cô đang cùng anh chồng ngon nghẻ phát triển sự nghiệp kinh doanh sản phẩm healthy. Có điều đời sống tình dục của hai vợ chồng khá là dị hợm, và ông có thêm 4 người con khác từ những cuộc ăn chơi lỡ chớn rải rác vài nơi trên thế giới khi ông đi công tác. Nghe giống Maradona đấy nhỉ. 4 người con đó bao gồm ông con Napoleon làm về mảng game không giúp ích gì nhiều cho công ty dược. Anh này thì đang quen một cậu châu Á khá điển trai, kèm theo một con mèo đen khá cute. Cô gái da màu gốc Anh Quốc Victorini thì lại được việc hơn, khi cô và bạn gái của mình đang cố gắng phát triển thiết bị hỗ trợ tim mạch, giúp phát hiện bệnh sớm và kịp thời cứu chữa. Trên lý thuyết nghe thì thơm đấy, nhưng thực tế thì lại chưa chắc đã hiệu quả và cần thiết. Tiếp theo là cô gái Karmai, làm trong ngành truyền thông. Phải nói cô là cánh tay đắc lực của công ty khi cô không biết đã bao nhiêu lần cứu vãn hình ảnh của công ty trước búa rìu dư luận. Điều đáng chú ý là vẻ bề ngoài rất là quyền lực truyền thông của cô gái này. Ngoài ra thì đời sống tình dục của cô cũng khá lạ. Cuối cùng là cậu con út Perry. Ngoài ăn chơi trác táng ra thì cậu chả làm được cái tích sự gì. Thanh niên này còn hoang tưởng đến mức pitch ý tưởng làm quán bar thác loạn trước bố mình và dì Madeline để kêu gọi đầu tư. Đúng là một hình ảnh tượng trưng cho việc dùng thuốc quá liều và một chút daddy issue. Ở thời điểm hiện tại, công ty dược Fortunato đã trở thành công ty tỷ đô giàu nức vách đổ tường. Con cái thì ném tiền qua cửa sổ cũng không hết, nhưng giờ cũng là lúc ông phải trả giá cho cái thỏa thuận với tử thần. Và cái đêm tiệc giao thừa năm mới năm 1980 khi xưa, từng người con của Roderick phải trải qua những kết cục rất bi thảm. Và cuối cùng Roderick và Madeline cũng ngủ nốt. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện ở tập đầu tiên của phim, lúc Roderick đang dự tang lễ của ba người con cuối cùng của mình. Trong lúc ngồi dự lễ tang, ông cứ liên tục nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ nào đó khiến ông tỏ ra rất bất an. Người cháu của ông ngồi sau cũng để ý được điều đó, nhưng cô cũng không biết ông của mình đang bị gì. Do đây là đám tang 3 trong 1 thứ hai trong tuần của công ty dược tỷ đô, nên các cánh báo chí ở ngoài liên tục đứng chờ chụp hình săn tin. Roderick vừa đi ra ngoài thì ông đã ngã quỵ xuống. Rồi phim chuyển cảnh đến ông Dupin, người đã liên tục đệ đơn hơn 70 cáo buộc chống lại công ty Fortunato. Ông chú này dành gần như cả cuộc đời để kiện công ty dược này. Trợ lý của ông đã vào thông báo rằng ông Roderick đã liên lạc để hẹn gặp ông Dupin ở một địa chỉ chỉ khá kinh dị. Tôi nhìn chỗ này thì lại liên tưởng ngay đến nhà của CJ trong GTA San Andreas. Ông mà bước vô nhà rồi Big Smoke cầm gậy bước ra chắc tôi cười tuột quần mất. Thật chứ thiết kế bên trong căn nhà cũng chả khác mấy nhà của CJ. Anyway, ông Dupin chậm rãi bước vào căn nhà ma mị. Trong ánh sáng lờ mờ của lò sưởi đang cháy, tiếng mời vào của ông Roderick từ từ vang lên. Roderick một phần muốn hẹn Dupin đến để tâm sự, vừa muốn gặp ông để đầu thú. Đây là thứ mà ông Dupin đang cần để có thể chốt sổ vụ án dài đằng đẵng này. Sau khi nghe xong thỏa thuận thì ông Dupin lấy ra chiếc máy ghi âm cũ rồi bật nó lên để làm bằng chứng. Nói thêm là vì vụ kiện công ty tỷ đô nên ông Dupin đã từ lâu không được đối thoại trực tiếp với Roderick, dù cả hai đã gặp và biết nhau từ thuở Hàn Vi. Ông Dupin lúc này muốn gặp Roderick thì phải thông qua tay luật sư cáo già. Đây là cơ hội cực kỳ hiếm hoi để ông có thể thêm bằng chứng chốt hạ được vụ án. Vừa đến nơi thì Roderick mời Dupin uống rượu đắt tiền. Có thể nói một ngụm rượu này đắt bằng vài năm lương của ông Dupin. Roderick liên tục nài nỉ nhưng Dupin vẫn khước từ. Vì ông nói những gì ông sắp kể sẽ cần đến dụ để dễ tiếp thu hơn. Thứ giữ Dupin ngồi lại lâu là lời thú tội của 73 cáo buộc của công ty lẫn Roderick, còn bonus thêm về chi tiết cụ thể, lý do hẻo của những đứa con ông. Trước khi ông kể về chúng thì ông kể về người họ Usher ra đi đầu tiên. Đó là sự ra đi của người mẹ. Bà là thư ký của ông Longfellow, CEO đương thời của công ty dược Fortunato. Eliza đặt ra quy tắc cho hai anh em, gồm sùng đạo và đừng bén mảng đến nhà của ông bụng bự kia. Từ nhỏ Madeline đã tỏ ra mình là người đưa ra quyết định sáng suốt nhất, vì cô là người hận ông Longfellow nhất trong gia đình. Sau lần hai anh em cố tình tiếp cận ông chủ nhưng thất bại, vào một buổi tối, bà Eliza liên tục tỏ ra đau đớn trên giường do mắc bệnh. Madeline đề nghị gọi bác sĩ đến để thăm khám, nhưng bà nhất quyết không chịu, vì bà tin rằng bác sĩ và thuốc thang sẽ làm vấy bẩn cơ thể thuần khiết của bà, nên Madeline đã đề nghị đến nhờ ông chủ để khuyên nhủ bà. Ông bụng bự kia nghe xong liền phủi tay, nói bà ta bệnh hoạn liên quan gì đến ta mà cần ta giúp. Madeline và Roderick cay lắm nhưng cũng đành phải ra về. Cả hai trở về nhà ngồi cạnh mẹ đến khi bà ta trút hơi thở sau cùng. Vì không biết làm cách nào để kiểm chứng mẹ mình đã thực sự ra đi hay chưa, nên cả hai đã ngồi đợi đến tối muộn, rồi mới quyết định làm một cái hòm cho mẹ bằng những vật dụng có sẵn ở khu vườn sau nhà. Thế là hai anh em từ giờ trở đi chính thức chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống. Tuy nhiên mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi đã tiễn mẹ về thế giới bên kia thì vào buổi tối Roderick đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm khuya. Linh tính có điều gì đó không ổn nên anh đã ra cửa sổ xem thì thấy chỗ đất mà mẹ đang an nghỉ đột nhiên xới ra và cái hòm cũng vỡ tan tành. Hai người vội chạy xuống kiểm tra thì thấy vết chân đất dẫn thẳng vào nhà. Combo jump scare tuyệt vời. Trời thì đang mưa kèm theo sấm chớp liên tục, nhà thì bị cúp điện. Tôi mà ở trong cái tình huống như thế này chắc đã chạy thục mạng từ lâu, chứ không đủ can đảm như Roderick và Madeline đi vào nhà theo vết chân đất đó. Để rồi Roderick bị người mẹ xác sống dọa sợ đến phát khiếp. Bà chỉ dừng lại khi Madeline đến năn nỉ bà dừng tay lại. Đột nhiên bà buông tay rồi đi thẳng một mạch đến nhà của ông bụng bự Longfellow. Đúng lúc ông đang ra ngoài để kiểm tra tình hình cúp điện, lập tức bà Eliza lao tới, rủ ông đi chung với mình qua thế giới bên kia luôn. Và đó là sự ra đi rất là nổi da gà đầu tiên của người thuộc dòng máu Usher. Ông Dupin nghe xong thì ngớ người ra, thắc mắc tại sao ông kể chuyện này cho tôi nghe làm gì. Lúc đầu thì Roderick định dung cây nhát khỉ ông Dupin, nói rằng tôi kể ông nghe tại vì mẹ tôi đang đứng ngay sau lưng ông và bà muốn tôi kể cho ông nghe cặn kẽ. Ông Dupin thì tỉnh táo hơn, do chưa uống nhiều rượu nên đã nói có điên mới quay lại. Để mà ông hù tôi à? Một phần Dupin cũng hiểu đôi khi Roderick hay kể mình thấy hình ảnh này nọ, vì ông biết Roderick đang trải qua căn bệnh sa sút trí tuệ do mạch máu di truyền, hay còn gọi là cadasil, kèm theo rượu nữa thì ôi thôi. Ông thấy được nhiều thứ lắm. Anyway, Roderick không ép Dupin quay lại để kiểm chứng, nên đã nói lý do ông kể vậy là để dẫn vào lý do tại sao các con của ông lại đột ngột đi trước ông. Chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần, Roderick luôn tự trách mình, cho rằng bản thân ông là nguyên nhân chính dẫn đến những câu chuyện thương tâm kia. Ông nhớ lại cách đây 2 tuần, tại phiên điều trần về những cáo buộc liên quan, thì ở đó cả gia đình nhà Usher đã có mặt đông đủ cùng một nơi, 6 người con, 1 người vợ trẻ, cuối cùng với Roderick và Madeline. Đương nhiên một công ty tỷ đô thì không thể thiếu vị trí luật sư. Thông thường thì các công ty lớn sẽ có cả đoàn luật sư để hậu thuẫn. Riêng chỉ có Fortunado thì cần duy nhất một ông già luật sư Arthur Pim để giải quyết những vấn đề pháp lý liên quan. Ông chú từng đóng lúc Skywalker này khá ao trình Dupin, dù Dupin đang luyên thuyên nói những lời cuối trước buổi thẩm đoàn về những điều tồi tệ mà Roderick, Madeline và Fortunado đã làm. Nhưng luật sư Pim chẳng mảy may quan tâm. Ông và cả gia đình Usher chỉ thực sự quan tâm khi nghe đến thông tin khá là điêu từ Dupin. Đó là trong nhà ông đang có người báo tin tình báo, và người này đã loan tin ra ngoài gần như không thiếu thứ gì. Đây rõ ràng là một nước đi khá thông minh của Dupin, nhằm mục đích làm nhiễu loạn niềm tin trong gia đình của Usher. Ngay lập tức phiên tòa phải tạm hoãn để điều tra thêm. Còn gia đình Usher thì liền thông báo họp gia đình để giải quyết vấn đề người báo tin này. Trước khi nhập tiệc thì luật sư Pim yêu cầu mọi người ký vào một thỏa thuận, trong đó có cả điều khoản nếu tiết lộ thông tin thì sẽ phải trả giá đắt, kể cả tính mạng. Về mặt pháp lý là vậy. Roderick lại tung chiêu thú vị hơn, đó là treo thưởng 50 triệu đô la tiền tươi cho bất cứ ai phát hiện được kẻ báo tin thực sự là ai. Nghe đến đây thì ông Dupin liền ngắt lời. vì ông đang hiểu theo hướng từ lời nói có kẻ báo tin của ông mà những đứa con của Roderick đã tương tàn đẫm máu, kèm theo là cái phần thưởng 50 triệu đô. Roderick liền đính chính cho ông bạn đỡ lo, vì lúc này đang ghi âm nên nói rõ tí mắc công hiểu lầm. Roderick nhấn mạnh rằng Dupin không liên quan gì đến sự ra đi của những người con, mà đó là những hệ quả từ những quyết định sai lầm của Roderick lúc trẻ. Cụ thể là vào năm 1979, lúc này ông Dupin còn đang giữ chức vụ nhân viên điều tra những vụ lừa đảo và ông đang thu thập chứng cứ cho vụ án tố cáo công ty dược Fortunato. Với lòng nhiệt huyết và sức mạnh tuổi trẻ, Dupin khi ấy đã thu thập được rất nhiều bằng chứng hữu hiệu nếu được đem ra trước tòa. Mấy khứa da trắng đồng nghiệp cay lắm nên đã có những hành động ngăn cản Dupin, tránh để anh làm loạn trước tòa. Bởi vào năm 1979, vấn nạn sắc tộc vẫn còn là một vấn đề nhức nhối. Tuy không còn quá nặng nề như vài chục năm trước đó, nhưng đối với một số người da trắng bảo thủ thì họ cố gắng phủ nhận sự vươn lên không ngừng của những người da màu, cốt là để tỏ ra thượng đẳng hơn. Hoặc có thể là làm không lại nên cố tình dè bỉu. Quay trở lại vụ án, Dupin lúc này chỉ còn thiếu danh sách những nhân viên công ty dám đứng ra lật đổ những tiêu cực đang vây quanh công ty triệu đô này. Tiếc thay, ông không xin được chữ ký nào từ các nhân viên. May thay, Dupin tìm được Roderick, người vừa pitch xong dự án viên thuốc ligodon về. Lúc Dupin đến nhà Roderick thì ông đã được thăng chức. Sau khi công ty thông qua và rót tiền để thực hiện dự án, công ty này tuy là công ty dược nhưng chưa bao giờ làm điều gì đàng hoàng để thực sự cứu người cả. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để viên thuốc của công ty được đưa ra thị trường một cách suôn sẻ nhất, kể cả có phải làm điều phạm pháp, miễn là kiếm được tiền thì họ sẽ bất chấp để làm. Roderick nắm rất rõ những thông tin gây bất lợi cho công ty nên Dupin đã cố gắng tiếp cận ông bằng vẻ đẹp của lương tâm, tương lai sáng lạn cho xã hội. Nhưng hỡi ôi, anh em nhà Usher có bao giờ quan tâm đến mấy thứ đấy? Họ chỉ quan tâm đến tương lai của gia đình họ mà thôi. Mà đã gọi là tương lai thì làm gì có con số nhất định để dừng lại, nên họ cứ thấy thơm thì làm. Thời điểm đó Roderick đang gặp khó khăn về kinh tế, khi anh còn mang trên vai gánh nặng gia đình. Người vợ Annabelle và hai con luôn ủng hộ anh làm điều đúng đắn. Sau khi nghe những lời đường mật về lương tâm của Dupin, đến nỗi Roderick đã có thời điểm sẽ đứng về phía của Dupin để chính thức công khai chống trả lại công ty. Một phần do hành động cướp công của tên CEO đương nhiệm về quyền sở hữu và sáng chế viên thuốc ligodon, nhưng rõ ràng là không phải lựa chọn sáng suốt. Và Madeline cũng thấy được điều đó nên bà đã ngầm trao đổi với Roderick về một kế hoạch dài hơi hơn. Trước mắt thì ông nên đồng thuận với Dupin, để khi đến buổi thỏa thuận ngoài kia thì Roderick trở mặt nói rằng ông Dupin liên tục làm phiền, tạo sức ép để Roderick phải khai man thuận theo ý Dupin. Anh phải làm vậy để Dupin không làm phiền anh và gia đình mình nữa. Đó quả thực là cú sốc lớn đối với những người đang có mặt trong phòng. Dupin thì hoang mang giận dữ vì bị phản bội, anh tức tối ra khỏi phòng. Còn Roderick thì khá hài lòng với những gì mình đã nói, đúng như những gì đã bàn trước đó với Madeline. Hai anh em đã thực hiện thành công bước đầu tiên trong việc tạo ấn tượng cho công ty, vì giờ đây Roderick đã là người hùng trong công ty khi vừa cứu công ty khỏi tay người công tố viên phiền toái. Về đến nhà, người vợ Annabelle rất thất vọng về chồng mình. Nhưng sau khi nghe Madeline giải thích về hậu quả mà hai vợ chồng sẽ gánh chịu khi đứng ra chống lại công ty thì cô cũng đành phải chấp nhận, nhưng có vẻ như bây giờ ánh mắt mà cô dành cho chồng đã khác trước. Và chắc chắn cô vợ Annabelle không hề biết gì về kế hoạch của hai anh em nhà Usher. Sau sự kiện đó, Roderick giờ đã có fame hơn cho công ty. Anh đang có đà thăng tiến trong tương lai. Vị CEO đương thời tất nhiên là rất vui mừng nên đã tổ chức tiệc giao thừa sẵn tiện ăn mừng chiến thắng vẻ vang này. Đồng thời trong bữa tiệc, ông ta còn hứa hẹn trong thời gian sắp tới, Roderick và Madeline sẽ được sống sung túc với các chức danh sắp nhận được. Như tôi đã nói ở trên, việc được tung hô như người hùng của công ty chỉ là bước đầu trong kế hoạch chiếm lấy công ty của hai anh em. Khi đã ngả say, Madeline đã dụ tên CEO xuống tầng hầm để có không gian riêng tư. Đang âu yếm được một lúc thì tên kia xỉu ngang do đã uống nhầm thuốc mê mà hai anh em đã chuẩn bị từ trước khi uống ly rượu ăn mừng đắt tiền ở tầng trên. Không chậm trễ, Madeline và Roderick đã trói tên kia vào các ống dẫn trong tầng hầm, rồi từ từ chám từng viên gạch vào khoảng không đó. Do là tầng hầm đang sửa chữa để làm kho chứa dữ liệu, cộng thêm việc bữa tối hôm đó là giao thừa nên không có ai xuống tầng hầm làm gì cả, nên anh em nhà Usher đã thuận tiện thực hiện kế hoạch hô biến tên CEO này. Để rồi khi trở lại sau kỳ nghỉ xuân thì Roderick và Madeline đã danh chính ngôn thuận lên nắm quyền điều hành công ty và bắt đầu hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng cuộc sống mà đâu ai biết trước được điều gì, và rất có thể sẽ có những biến số xuất hiện trên chặng đường làm giàu của họ, nên tử thần Verna đã xuất hiện để đề xuất một thỏa thuận đảm bảo để đời. Hai anh em sau khi hô biến CEO kia đã đi bộ ra ngoài tìm quán bar nào đó để tạo chứng cứ ngoại phạm, tránh bị cảnh sát nghi ngờ. Hai người đi vào một quán bar có treo băng rôn chúc mừng năm mới năm 1980 đã xuất hiện ở vài khung hình trong tập 1 của phim. Trong quán bar có sự xuất hiện của cô bartender tên là Verna. Cô nắm thóp tất cả những gì hai anh em vừa làm. Họ cũng bất ngờ về điều đó, nhưng Verna chỉ muốn đưa ra một hợp đồng đảm bảo chứ không muốn hăm dọa để tạo sức ép nhằm trục lợi. Verna chỉ muốn họ nhận một giao kèo quỷ thần có điều khoản rằng gia đình họ Usher sẽ hưởng vinh hoa phú quý trong nhiều năm, đổi lại khi đã đủ chín mùi thì cả gia tộc Usher sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Suy nghĩ được một lúc thì Roderick và Madeline cũng đồng ý. Khác với những hình ảnh giao kèo quỷ thần bằng máu, thì nay cả ba chỉ việc nâng ly uống cạn. Một shot rượu cực kỳ đắt tiền, shot rượu mà ở hiện tại Roderick đang thưởng thức để tâm sự với Dupin. Xong xuôi, Roderick và Madeline vừa bước ra khỏi cửa thì trời tờ mờ sáng. Thì đột nhiên quán bar đó biến mất, nơi đó chỉ còn là một bức tường đầy giấy dán. Và ở trên đỉnh là hình vẽ con quạ đang nhìn về phía hai anh em. Hai anh em cũng lấy làm lạ nhưng chẳng mấy quan tâm, vì họ sẽ cần phải lo nhiều thứ hơn trong thời gian sắp tới. Quay trở lại hiện tại, sau gần 40 năm kiếm tiền bằng mọi giá, giờ đây là lúc gia đình Usher phải đáp ứng điều kiện trong thỏa thuận với Verna. Và bà ta đang tới để thu nợ, bắt đầu với cậu con út Perry, người không biết làm gì ngoài tiêu hoang và ăn chơi đàn đúm. Cậu ta đang lên kế hoạch cho một dự án bữa tiệc truy hoan chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Theo như lời khứa này nói, dạng như heroism của The Boys. Nhưng tiệc này thì chỉ là uống rượu rồi quện nhau vậy thôi, vì không ai khùng đến nỗi nỡ bỏ ra 20.000 đô để tham gia bữa tiệc trẻ trâu diễn ra trong vài tiếng, rồi sau đó thỏa mãn nhu cầu thú vui của mình. Mỉa mai thay, khi thanh niên Perry này tổ chức dự án bữa tiệc thì có khá đông người tham gia, phần lớn là những kẻ giống như hắn, thích bay lên cao rồi thỏa mãn thú vui thú tính của mình, rồi sau đó lại tiếp tục ném tiền qua cửa sổ để đắp vá những gì mình đã gây ra. Nhưng lần này Perry và những tên giống như hắn đã không may, vì đúng lúc đó Verna đã xuất hiện để thu nợ, nên những người có mặt ở đó đều phải chịu chung số phận. Trong số họ có cả vợ của ông anh cả Frederick, người đã bị Perry dụ đến tham gia vì mong muốn lấy lại chút thanh xuân. Và rồi bữa tiệc truy hoan trở thành buổi tắm cơn mưa axit. Vì như những gì đớ vẽ trong đầu Perry, thì khi bữa tiệc diễn ra đến khuya đúng 12 giờ, các vòi phun nước chữa cháy trên trần sẽ được mở để ra dấu cho những cuộc làm tình làm tội được bắt đầu. Xui xẻo thay, tòa nhà này đã bị bỏ hoang khá lâu nên các vòi phun đã không còn kết nối với mạch nước của thành phố. Đớ liền nhắc cho Perry rằng trên mái nhà có bể chứa nước, mà trong đó lại chỉ toàn là axit, hóa chất mạnh dùng để chế thuốc từ ngày xưa, nên Perry gọi người kết nối những vòi phun nước vào những bể chứa axit trên đó. 12 giờ đã điểm, thế là cả đám người tắm hóa chất độc hại. Mọi người trong bữa tiệc đều hẻo sau vài tiếng, chỉ riêng có bà vợ của ông anh hai là còn sống. Và những người nhân viên làm việc tại bữa tiệc cũng may mắn thoát được cửa tử, do Verna đã nhắc nhở họ nên ra ngoài để tránh hậu họa. Thế là sự ra đi của Perry và những người bạn đã cho Verna chút lời khi cô ấy đến thu hồi nợ. Theo như trình tự mà phim đã sắp xếp thì bà Verna thu hồi 4 người con ngoài dã thú của Roderick trước, cuối cùng mới thu 2 người con của cô vợ Annabelle Lee. Cho nên tiếp đến là cô gái truyền thông với vẻ ngoài đầy quyền lực của nhà Usher, Karmai. Sau khi cả nhà Usher hay tin vợ của Frederick đã không may tắm trong cơn mưa axit của Perry, thì trước tiên họ đưa cô về bệnh viện để điều trị. Còn các thành viên khác thì tích cực điều tra nguyên nhân tại sao Perry lại ra đi như vậy, và đồng thời để Karmai ra sức xoay chuyển truyền thông để tránh bị dư luận đàm tiếu. Ngoài ra, cô cùng 2 trợ lý của mình phải theo dõi vụ người báo tin để danh chính ngôn thuận ẵm 50 triệu tiền tươi về từ người bố. Trong lúc thu thập thông tin thì quả thật cả ba đã phát hiện ra rất nhiều thứ, từ những bê bối của công ty đến những thứ rất là hỏi chấm có liên quan đến những người con trong gia đình. Cả ba đã kết luận cô bác sĩ da màu Victorini có khả năng cao là người báo tin, vì trợ lý của cô đã tìm được bằng chứng về những gian dối trong phẫu thuật để đẩy nhanh tiến độ thực nghiệm của dự án máy phát hiện bệnh ở tim. Có một điều đáng chú ý ở Karmai, đó là cô có nhu cầu đặc biệt và cần sự tham gia của 2 người trợ lý. Và có vẻ như sau một khoảng thời gian làm việc, cả 2 người trợ lý này đã fall in love với nhau, nên họ đã thống nhất là sẽ chấm dứt công việc sai trái này. Tuy lương thì chắc là cao ngất ngưởng đấy, nhưng vì để phục vụ sếp thì phải làm những điều mà gần như là bán thân, nên họ đã cương quyết nghỉ việc để Karmai đơn phương độc mã điều tra sự việc. Trong cơn giận dữ, cô phóng xe đến nhà xác của công ty, nơi lưu lại hồ sơ của những động vật thí nghiệm của công ty. Cô muốn đến để tận mắt ghi nhận lại những hành vi sai trái, rất có thể là động lực chính để Victorini trở mặt với gia đình mà đi báo tin với Dupin. Verna cũng đã xuất hiện tại đó, đóng vai người bảo vệ trực ca đêm. Trong lúc chụp hình làm bằng chứng thì có một cái lồng bị mở ra. Nếu người tỉnh táo thì có thể thấy con tinh tinh đã tự mở cửa đi ra ngoài. Nhưng lúc này Karmai đã trong tình trạng không được tươi tỉnh cho lắm, nên cô chỉ thấy bà bảo vệ khi nãy xông vào chất vấn cô đủ điều, và có vẻ như mọi chuyện đã mất kiểm soát. Để rồi đến sáng hôm sau, nhân viên phòng thí nghiệm đến làm việc thì phát hiện Karmai đã bị tấn công một cách không thương tiếc bởi một con tinh tinh sổng chuồng. Và thế là số kill của Verna đã tăng lên 2 người. Trong lúc Verna thu nợ thì cô đã hóa thân thành tinh tinh để thay lời muốn nói về những cuộc thí nghiệm tàn nhẫn trên cơ thể động vật nói chung và tinh tinh nói riêng. Những chuyện đó vẫn đang diễn ra trên toàn thế giới, và khi cuộc thí nghiệm có chuyển biến xấu thì con người chỉ đơn giản là phi tang chứng cứ, không mảy may quan tâm đến tính mạng của chúng. Pita xem đến đây chắc nhảy cẫng lên vì sung sướng, vì cũng có phim đề cập đến vấn đề này giống như Guardians of the Galaxy Volume 3. Tiếp theo là Napoleon Usher. Người nhà gọi cậu là Leo cho rất thân mật, một người sống buông thả khá giống Perry. Nhưng thanh niên này thích chơi game nên đã bỏ tiền làm game, đã không bỏ tiền mua lại game mà người khác đã làm, rồi đi rêu rao khắp nơi là do mình làm. trong một lần mượn đớ giải sầu quá liều, nên Leo vô tình trong cơn bay đã ra tay tàn nhẫn với con mèo của cậu bạn trai. By the way thì khứa này là bi, nên ra ngoài hay ăn bánh trả tiền với con gái, nhưng về nhà thì có cậu bạn trai châu Á hết mực yêu thương và chiều chuộng. Quay trở lại với lần chơi lố tay của Leo. Qua ngày hôm sau, cậu ta tìm đến trạm nhận nuôi thú cưng để tìm lại con mèo y chang con mèo Moon đã hóa kiếp của bạn trai mình. Bằng sức mạnh quyền lực, cụ thể là tiền, thì Leo đã tìm được cho mình một con mèo giống 99% con mèo mà anh đang tìm. Và người giao con mèo cho anh không ai khác chính là Verna, trong phiên bản cô tiếp tân ở trạm thú y kèm nhận nuôi mèo. Vừa về đến nhà thì con mèo mới này lập tức tỏ thái độ không hài lòng với Leo, đồng thời tặng cho anh vài đường quào cho nó bỏ ghét. Vài ngày sau, Leo tiếp tục bị con mèo mới này làm phiền, từ việc thoát ẩn thoát hiện đến việc đem chiến lợi phẩm mà nó đã bắt được về đặt vào chỗ của Leo đang nằm. Những hành vi này vừa khiến cho Leo ám ảnh, vừa khiến cho Leo phát ghét con mèo này. Leo không tự nhiên có những suy nghĩ này, một phần là bởi tần suất bê đớ của anh gần đây nhiều hơn bình thường. Có thể là do anh đang chơi để tạm quên đi những căng thẳng từ những sự kiện đau buồn liên tiếp xảy ra trong gia tộc Usher. Cậu bạn trai Julius cũng nhận thấy điều đó nên đã khuyên anh, và đồng thời anh ta cũng thông báo phải tạm xa anh để cho Leo có không gian chữa lành vết thương lòng cũng như bớt xài đớ. Một lời khuyên khá vô nghĩa đối với người như Leo. Sau đó anh cả Frederick đến để tìm Leo xin ít đớ về dùng, vì gần đây anh ta cũng mệt mỏi vì vụ tham gia bữa tiệc thác loạn của vợ mình. Leo đang lấy đồ thì đột nhiên con mèo đen nhảy sổ ra, quào anh một cái ngay mắt, khiến mắt của anh ta giờ đây đỏ ngầu, nhìn khá dị. Trong khoảng thời gian chữa lành tiếp của Leo, anh ta liên tục bị quấy nhiễu bởi những món quà của con mèo đen kia tha về cho anh. Quá sức chịu đựng, Leo đã gọi Verna đến để bắt con mèo đem về. Sau một số phân cảnh sử dụng CGI không mấy mượt mà để diễn tả cảnh Leo hóa điên hóa dại muốn hóa kiếp bé mèo đen đang vui đùa với anh, kết quả là Leo sau nỗ lực tiễn vong bé mèo bất thành thì anh đã nhảy ra cửa sổ rồi đáp đất kế bên chiếc siêu xe của anh ta. Thêm một thành viên của gia tộc Usher đã ra đi. Người họ Usher tiếp theo là cô bác sĩ da màu có dòng máu Anh Quốc, Victorini Usher. Tính đến thời điểm này thì đã có 3 người con ngoài giá thú của gia đình Usher đã ra đi, và chuỗi sự kiện đó chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn. Và để tránh có thêm người phải ra đi tiếc nuối thì nhà Usher lập tức thuê nhiều vệ sĩ riêng bảo vệ cho từng người một trong gia đình. Vì tình hình đang khá rối nên những người con còn lại đã hẹn gặp ở một quán bar để bàn tính cũng như là già xem ai mới là người báo tin. Trong số 3 người còn lại này thì chỉ có duy nhất Victorini là đứa con ngoài giá thú, nên cô là người bị nghi nhiều nhất, kể cả những việc nghiên cứu bệnh tim rất đáng nghi của cô. Không thể chịu đựng được những lời tấn công đầy ác ý, Victorini đành phải đứng lên rồi ra khỏi chỗ đó, trở về nhà. Cần phải nói thêm là lúc này dự án máy trợ tim báo bệnh của cô đã tìm được ứng viên phù hợp để thử nghiệm trên người. Tuy nhiên vì quá vui mừng nên Victorini đã tiền trảm hậu tấu, đặt lịch hẹn phẫu thuật với cô ứng viên kia trước khi đưa thông tin cho bạn gái mình. Nên giờ khi Victorini về đến nhà thì cả hai đã xảy ra tranh cãi khá quyết liệt. Quá nhiều chuyện xảy ra trong cùng một ngày nên có thể Victorini đã không kiềm chế được mà hành động thiếu suy nghĩ, rồi vô tình lấy mạng của cô bạn gái trong lúc tức giận. Victorini lúc này gần như hoảng loạn vì không biết phải xử lý như thế nào. Rồi trong một khoảnh khắc vô tri, cô đã thử nghiệm chiếc máy trợ tim báo bệnh lên chính cơ thể còn tươi của cô bạn gái. Sau đó Victorini dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa rồi đem bạn gái vào phòng mình, lẳng lặng đến văn phòng làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô liên hệ với ứng viên kia để nhắc nhở lịch hẹn phẫu thuật cũng như làm thủ tục. Khi trở lại làm việc, cô như mất hoàn toàn ký ức về những gì mình đã làm với bạn gái, và cô chỉ biết cô gái kia đã bỏ đi, và đến thời điểm hiện tại Victorini vẫn không thể liên lạc được với cô ta. Nhưng tâm trí cô lúc này đã gần như bị ám ảnh bởi một thứ âm thanh rất khó chịu, và nó như liên tục lặp đi lặp lại lúc cô đang làm việc. Đương nhiên cô không hề biết âm thanh đó từ đâu ra. By the way, cô ứng viên kia cũng do Verna hóa thân thành, rồi đôi lúc thao túng tâm trí của Victorini ở mức độ vừa đủ, khiến cô càng lúc càng loạn. Với những vết thâm quầng hiện rõ trên mắt cô cũng đủ để cho chúng ta hiểu được cô đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm. Khi cô đang ở nhà thì được Roderick gọi đến muốn qua nhà cô tâm sự, rồi ông vô tình phát hiện những chuyện mà Victorini đã làm, kể cả dự án thiết bị trợ tim vô dụng phí tiền kia. Victorini lúc này đã hoàn toàn mất hết lý trí, rồi tự kết liễu bản thân để đền bù tổn thất. Một kết cục khá thảm cho người hóa điên vì dự án khoa học không thực tế của mình. Tiếp theo là Tamerlane Usher, chị ba của gia tộc Usher. Lần đầu tiên tôi được diện kiến hình mẫu người phụ nữ gia trưởng, kiểu tôi sống gia trưởng thì mới nuôi được anh, nên anh phải nghe lời tôi và hãy làm tình làm tội với một cô gái trước mặt tôi để tôi tự sướng, biết chưa? Đúng vậy, cô này có một đời sống vợ chồng không mấy lành mạnh. Nói trắng ra là làm vậy cô mới lên đỉnh được, chứ ba cái trò va chạm xác thịt không thể khiến cô thỏa mãn. Cũng chính vì lẽ đó mà dần dà người quốc dân trong phim đang dần có khoảng cách với cô ta. Cộng thêm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà gia đình của Tamerlane đã phải đón nhận quá nhiều tin dữ. Giờ đây hai vợ chồng cô đang phải dồn hết sức để chuẩn bị cho dự án, kiếm tiền từ mô hình kinh doanh sức khỏe có tên là GoBuck, nên giờ đây họ cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản. Tamerlane hẻo do hoang tưởng, ghen tuông và bị kính xiên, thượng đẳng mini và gia trưởng. Cuối cùng là cậu con cả Frederick hẻo một phần do đớ, một phần do ghen tuông về nơi mà làm vợ mình ra nông nỗi này. Sau đó cô cháu gái đáng thương cũng ra đi vì mang cho mình dòng máu Usher. Roderick và Madeline cũng hẻo nốt. Madeline thì bị Roderick chôn sống theo kiểu Ai Cập cổ, Roderick thì bị bà Madeline bóp cổ chết. Bà vợ trẻ Juno sống sót và giải tán công ty, xung vào quỹ từ thiện hỗ trợ những người gặp nạn và nạn nhân từ những sản phẩm thuốc của công ty. Tay luật sư Pim bị bắt do những bằng chứng không thể chối cãi được thu thập từ cô gái Karmai. Ông Dupin sau khi hoàn toàn thắng kiện đã quyết định xin nghỉ hưu, rồi về an hưởng tuổi già bên chồng và gia đình, có đông đủ con cháu. Hết phim. Miniseries này là tập hợp những phân đoạn quá khứ hiện tại đan xen để miêu tả sức ảnh hưởng của những quyết định trong quá khứ đến những sự kiện xảy ra ở hiện tại, hay như chúng ta thường gọi là nhân quả. Thông qua 8 tập phim, nhà làm phim đã mô tả chi tiết sự ra đi của từng thành viên trong gia tộc nhà Usher và đoạn ghi âm ước tính dài hơn 5 tiếng về lời thú tội của Roderick trước lúc ra đi. Xuyên suốt quá trình kể lại đó, Roderick liên tục nhìn thấy những hình ảnh đau đớn của các con. Theo lời của Roderick thì họ xuất hiện để đảm bảo ông đang kể chính xác, lý do tại sao và những gì đã diễn ra trong khung cảnh đau lòng đó. Thỏa thuận sống 40-50 năm trong giàu sang phú quý hay 70-80 năm trong sự lo lắng, chắt chiu rảnh rụng. Quả là một điều không dễ để quyết định ngay. Tiếc thay ở hoàn cảnh của hai anh em, họ bắt buộc phải chọn theo hướng phù hợp với họ trong lúc đó. Để rồi đến cuối cùng cả mạng sống cũng không còn. Thay vì biết trước kết cục thì họ có thể làm điều gì đó có ích cho xã hội, kiểu tích đức chẳng hạn. Nhưng mà họ lại chọn con đường tiêu hoang, một thứ đại diện khá rõ ràng cho chủ nghĩa tiêu dùng ở xã hội hiện tại. Mạng người thì không còn, nhưng chí ít những gì thuộc về công ty đã được quy đổi thành giá trị vật chất để giúp ích cho xã hội. Họ có thực sự xứng đáng có được cái kết cục như vậy hay không? Bạn có cảm nghĩ như thế nào về miniseries này? Hãy để lại ở phần bình luận phía bên dưới để chúng tôi cùng biết và thảo luận nhé. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.